Xin mời các bạn đến với một show rất là đơn giản, format chúng ta ăn cay và phỏng vấn những người có cá tính hay hay một chút. Có thể họ biết ăn cay hoặc không, nhưng quan trọng là họ có thể đủ lệ ở trường quay này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với khách mời tiếp theo. Xin chào các bạn, mình tự giới thiệu tên mình là Karik. Đã gần 20 tuổi hơn nhưng vẫn ăn mặn như một đứa con nít. Thân hình không quá ốm, cũng không quá ụt ịch. Luôn muốn ca, luôn muốn rap, luôn làm những gì mà mình thích. Chưa cho vào đã vào luôn. Vào chứ sao cũng vào gì ạ? Vào thì dễ, nhưng mà đi ra là mới khó. Nên là cái chương trình này nó tên là Không cay không về. Không cần phải vai ôm sâu sắc, chỉ cần vào vai người thủ rộng. Chân thành từ dẫu sau màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông. Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống. Một người với tôi, vậy là đủ, những thứ còn lại chẳng quan trọng. Em ăn cay cũng được, nhưng mà không biết ở đây cay như thế nào. Nhưng mà em có hứa với chị là mình ăn đến cuối rồi mình mới về không? Em để có cái có cái quay lại. Đầu là hào hùng lắm. Xuất cay thì có những loại sản xuất riêng cho chương trình này, nhưng mà do cái ớt của Việt Nam ấy không có quá cay. Nên là nó hơi ngọt. Tương ớt của mình rất hay là từ hồi xưa là mình sẽ làm tay, ông bà mình là làm tay từ cái trái ớt ra. Đấy, em cứ tưởng tượng nhá, là mình hái cái trái ớt tươi và mình nghiền ra, mình cho thêm giấm, thêm tỏi, thêm tiêu vào. Đấy, trong đầu hình dung chưa, tất cả nước miếng trào ra chưa? Nhưng cái ớt của mình về bản chất là mình chỉ có hai loại, kiểu ớt chỉ thiên với cái ớt gì đấy, nó không cay lắm. Còn đến cuối thì là một cái loại ớt của Nam Mỹ. Kinh dị lắm đúng không? Nó không có kinh dị hơn, nó chỉ cay hơn và mọi người đều đo bằng cái cấp độ ấy. Có một cái cấp độ cay là Scoville. Ví dụ nóng nhiệt độ người ta đo bằng độ C chẳng hạn. Thì cái cay nó có một cái độ riêng của nó. Và người ta tương truyền rằng đầu óc ai mà mạnh mẽ. Anh sợ mấy cái tương truyền cái gì à? Thì ăn cay giỏi. Ok, rồi. Tại vì nó chỉ là câu chuyện đầu óc thôi. Đấy, bây giờ mình ăn thôi, nhưng mà trước khi mình ăn ấy thì có sữa. Sữa để cho đỡ cay và có xô. Đấy. Xô làm gì chị? Để kiểu cho vui, mình cần gõ trống, lấy beat nhạc các thứ mình. Vẽ lên cho những nỗi buồn cho cái mây. Em không biết cò bò gì. Nhờ. Ok. Ngon nhở. Miếng nào là nhẹ hay cục? Thế à, đã là nặng với em à? Hay hơn. Thôi ơi, hỏi nhá. Nếu bạn là một game online thì đó là game gì? Có cái game gì em thấy giống với em nhé? Nói nhân vật à? Liên minh à? Nếu em hóa thân thì em hóa thân nhân vật Zed. Tại vì em cảm thấy tính cách giống em. Mọi thứ giống em. Nhưng cái tên Karik của em thẳng từ game gì đúng không? Cái tên Karik em thì nó từ game Like A. Em chơi từ lúc 10 năm trước rồi. Class Treasure Hunter. Cứ đi tới vừa gần giữa tới cái hang đó là em, trước khi vô gặp là em chết. Mà cái con nó viết tên em Karik. Nó nhìn nó to, có cánh rồi sừng đẹp lắm. Từ sau này cái em bắt đầu em rap. Không biết lấy tên gì đâu. Thì tên thật em tên Khoa, em lấy con gì, lấy tên gì có chữ K. Lấy Kevin thì cũng không được, Kevin nhiều người lấy quá, Karen. Cái mình nhớ là, cái con giết mình tới tên Karik. Con này chưa ai lấy nè. Thế em lấy tên đó luôn. Là từ 10 năm trước? Dạ. Yeah. Tức là em lấy tên con đấy là nickname của mình trước khi đi hát hay là bắt đầu đi hát? Trước khi đi hát vậy? Thế à, là đã có nickname rồi. Dạ. Yeah. Xong các bạn gọi nhau là Karik ơi à? Hay như nào? Gọi rất rất rất. Karik. Cái đấy. Thế bây giờ sau game online thì game show em thích nhất là game show gì? Thế em tham gia nhiều game show phết đấy. Thật ra em kém game show, em đối với em không có game show thì em thích nhất đó chị. Thế anh liên tục nói chuyện, uống sữa, uống sữa. Nhưng chị thấy gần đây tin tức của em toàn là kiểu em siêu nổi tiếng sau Vì Yêu Mà Đến đúng không? Xong gần đây nào là kiểu diễn viên Sam kiểu thả thính Karik, toàn tin tức, toàn lên hàng đi. Sau này thì cái máy ấm của em và Karik. Trời ơi. Rồi em hạn chế lắm á. Khi mà em lên một đám đông hoặc là một game show thì cái tinh thần, cái tâm lý của em nó không có được như thế này đâu. Chị để ý em rất nhát. Hay là các gái vây quanh em? Em nghĩ là do em không nói gì cho nên các bạn phải nói để cho em nói. Nhưng mà rất tiếc là các bạn hơi fail, là các bạn nói em càng nói em càng im. Thực ra thì mình cũng phải hot thì người ta mới mời game show đúng không? Tại vì người ta thấy cái mặt em nó hài. Em về mẹ em coi á, mẹ em nói ba đẹp ra chưa, giờ ta thấy đẹp. Nhưng mà mày được cái ngột. Mày lên TV ta thấy mày ngột. Qua cái tường này em thấy nó bắt đầu nó khác rồi. Ừ.
5 bài hát mà ít hát nhất trên sân khấu, nhất trên sân khấu. Sao cả? Năm bài hát ít hát nhất trên sân khấu là cạn cả nước mắt. Buông tay nhau, đau đến cạn cả nước mắt. Tương lai tất cả. Trăm kỷ niệm đẹp, cay đắng gì cũng trải qua vậy mà. Thương. Hy sinh rồi thương, tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường. Khóc một mình vì lỗi tình mình, xa cách bởi những sai lầm, đã biệt tâm khuôn mặt từ lâu vẫn in sâu hoài niệm trong tâm. Đây là đang khóc nhiều miệng lắm ấy này. Vô thường. Miệng cười thật an nhiên nhưng tâm trí ta thì khác. Tại sao? Mấy bài hát đó buồn quá. Em không có muốn mang những cảm xúc thật của em á lên trên sân khấu. Hạn chế. Em viết ra mà. Hát tưng bừng trên mạng rồi. Vậy là khóc luôn. Sao đây là bài hát khóc mà mình khóc nhiều mình. Hai dòng hả? Hai dòng. Em có thể xin khăn giấy không? Được. Ok. Phi nè. Cái gì? Phi nè, fine. Ok. Tức là chuyện viết ra là một chuyện viết ra. Còn chuyện mà đến lúc mà em làm chị khóc theo luôn ấy. Kiểu ứng dây chuyền. Tức là lúc viết là một cái chuyện viết. Còn cái chuyện biểu diễn thì nó lại là một cái quy trình khác à? Tôi gần đây nhất em diễn ở V-Live. Đúng cái bài hát vô thường đó là cái bài mà em đi trên đường em nghe, em nghĩ cuộc đời mà em cũng khóc. Lúc hát thì nó chỉ biết cái cảm xúc mà đèn nó rọi dưới mắt mình, rồi khán giả đứng đó mà mình đang rất mệt rồi, em khóc nào không hay. Khóc nè, mà mồ hôi nước mắt á nó chảy. Kiểu chết cha nghĩ rồi, chết cha rồi, con biết Khoai thấy không? Nó không kiểm soát cảm xúc mình được. Cuộc đời em buồn lắm à? Cuộc sống em từ những ngày đầu tiên khá là buồn, nó không có vui lắm. Thì chia sẻ cặn kẽ thì nó cũng hơi dài, nhưng mà nói chung là em được tới ngày hôm nay mọi thứ em nghĩ là do ông trời ông thấy em khổ lúc đó giờ ông bù lại. Em nghĩ vậy. Có khổ vì yêu nhiều không? Có chứ, em khổ vì yêu nhiều. Em chia sẻ thật nha, bản thân em là một người từng không tốt trong chuyện tình cảm. Trong thời gian đầu em có quen người 5-6 năm, người 2-3 năm, người nào cũng tính mấy năm á. Nhưng mà thời gian đó kiểu mình con nít, mình vô tâm với người ta. Tới khi mình nhìn lại những vấn đề đó mình thấy mình sai, mình chăm chút những người sâu hơn, những người mà quen hơn. Tới lúc những người sâu hơn thì họ lại có nhiều cái lý do để rời mình hơn. Đây là một cái điều bí mật nha. Đó là từng có lần em từng nghĩ em cưới một người. Nhưng mà chị tin không, làm một cái đám cưới là nó sẽ tốn khoảng tầm ít nhất chỉ có 200-300 triệu. Trong túi em không tới 50 triệu. Mình nghĩ mà người ta, gia đình ta cũng muốn mình cưới người ta. Mà giờ mình không lẽ mình nói không có tiền. Để vay tiền nó thiệt gì, bạn bè xung quanh em ngoài em ra. Người ta người có khả năng lúc 5-6 năm trước mình kiếm 2-3 năm trước mình kiếm khoảng 10-20 triệu, mình kiếm nhiều nhiều rồi. Mà bạn bè em trời chỉ biết một tháng nhiều khi kiếm 5 triệu không có, không biết mượn ai giờ. Lúc đó mình cứ ầm ừ. Cứ giống như rồi xong cái chuyện tình nó cũng qua đi, mình không cưới được ta. Kể từ ngày mình gặp hôm ấy, anh đã biết chắc có hôm nay. Một ngày nỗi nhớ dâng đầy, xung quanh hình ảnh em bao vây, lay hoay mãi trong lòng một câu. Bây giờ phải làm sao đây, khi tâm nói anh phải buông tay nhưng tim phan này anh đừng tháo chạy. Nhưng bây giờ nếu mà em gặp ai thì em cưới được rồi chứ đúng không? Chưa chị, bây giờ thì khi mà hồi bây giờ em suy nghĩ nó khác rồi. Có nghĩa là bây giờ nếu mình cưới người phụ nữ thì em nghĩ là em phải bảo đảm cho cuộc sống của họ. Mình sinh ra không khổ thế nhở? Không, đàn bà cũng khổ nha. Đàn bà mỗi người khổ một cái khác nhau. Bây giờ chuyển sang chuyện khác, hồi chuyện yêu này. Thảm họa thời trang. Tại sao vậy? Ý là lần nào là lần thảm họa thời trang của em? Chứ em chị thấy cũng tóc trắng, tóc đỏ. Từ trước giờ em không có thảm họa thời trang. Nhưng dạo này em điệu hơn xưa đúng không? Phải không? Em chăm chút mình hơn. Tại vì mình phải ý thức được việc mình là người của công chúng. Mà nếu càng đông người biết tới mình thì mình càng phải chỉnh chu về hình ảnh, mọi thứ. Thì người ta với mẹ người ta đi coi mình, người ta bỏ tiền vé, người ta coi mình, người ta thuê, là người ta mướn mình về hát. Người ta cũng muốn thấy mình là một cái gì đó đại diện cho người ta sạch sẽ, tươm tất. Chứ không thể nào mà kiểu giống như thời underground muốn ăn mặc cái gì mà mặc. Câu đấy câu giả vờ, câu tiếp theo là thảm họa hẹn hò. Không, trong cuộc đời em chưa giờ dính thảm họa hẹn hò. Tức là lần nào hẹn hò cũng kiểu trái tim bay. Em là một người ít nói. Nhưng mà em phải tùy đối tượng nữa. Nhưng có bao giờ ca sĩ mà đi hẹn hò với fan hâm mộ không? Không chị, không bao giờ. Em khó à? Không, tại vì chị phải nghĩ là cái tình cảm người ta dành cho mình là cái lòng hâm mộ. Còn mình nói chuyện với người ta chỉ là mình đôi khi mình cả nể, mình muốn cho người ta thấy con người mình thôi. Chứ giờ em gặp em biết nói gì em sẽ ngồi im luôn. Hôm qua cho mềm lại. Thực ra phải cái này phải ăn liên tục, nó quên mất.
ngấm ra vào mồm ngay ngay chậm, nó vẫn cứ ngấm từ từ. Đỡ hơn lắm mày. Kinh. Đỡ hơn. Thật không? Thật. Giả sử em lấy vợ và con trai và phải truyền lại 3 bí kíp để con có thể nối dõi được sự nghiệp rap của em thì đấy là gì? Không, tại vì em suy nghĩ em có đẻ con ra em sẽ không bao giờ cho con em học rap. Tại vì con đường rap là khổ gian nan chị mà. Là bí kíp 1, không rap. Đúng không? Truyền lại mà. Không cay à? Cay á, mình nó cay sau. Hơi ác vậy á. Thứ hai là gì? Truyền lại cái gì? Em... chị em lại khóc rồi. Khi con em đẻ ra, điều đầu tiên em sẽ cho nó đi học piano. Tại sao ba không cho con rap? Mày ngu lắm, mày đi theo con đường của ba mày. Tại vì á, nếu đây là US UK thì mọi chuyện nó đã khác. Còn đằng này đây là Việt Nam, mọi thứ rất khó khăn về rap. Cái yếu tố may mắn nó rất là quan trọng. Quan trọng hơn cả tài năng của chị. Sao vậy, ăn cay kính nhờ? Bây giờ nhá, em chọn điều gì? Mất toàn bộ tiền bạc và đồ có giá trị hay là mất toàn bộ ảnh đã từng chụp trong cả cuộc đời? Em mất toàn bộ tiền bạc. Tại vì đối với em, ký ức là một thứ rất là khó kiếm. Nó là điều kỷ niệm mà mình có khi mất cả đời người mình mới có được một tấm hình. Tại vì em là đứa rất là thích sống với kỷ niệm. Tiền bạc dễ dàng không đâu mang thấy được. Bà nói chứ em mất là... một lần rồi đúng không? Em mất rất nhiều rồi. Chị thấy em bị gì quản lý lừa 300 đúng triệu rồi. Em mất rất nhiều rồi. Nhưng mà em tin luôn có một việc, đó là cái gì chị mất, tiền bạc chị mất đi rồi, chị có sức khỏe chị vẫn kiếm lại được. Chắc chắn nó sẽ quay về với mình và thậm chí là nhiều hơn. À, nhân tiện đang ăn cay và nốt. Em không nghĩ là nó cay vậy luôn á. Bây giờ em thật sự khâm phục chị á. Chị còn khâm phục chị nữa à? Trong mindset của em khi em coi chương trình này. Ui, wow ui. Ủa mấy nhau cũng không cay lắm không nhỉ? Nó chưa có vấn đề vậy hả? Nó cay giờ nó cay v.ccc là luôn cái gì? Giờ nếu em được chọn xem 10 phút của tương lai thì em chọn xem của em hay là của ai? À, em sẽ coi 10 phút tương lai của mẹ em. Chén cơm nuôi con mỗi ngày, mẹ đánh đổi với sự khó nhọc. Tiền lo chỉ có ăn học, mẹ trả bằng tuổi thọ từng sợi tóc. Để con... Thì em là một đứa không ai ở nhà. Và cái điều em muốn làm cho mẹ em đó là mẹ em cười mỗi ngày. Nhưng mà mẹ em á, phải thích ôm hết tất cả mọi việc vào người. Em không biết điều đó, ngày hôm đó mẹ có cười hay không? Mẹ có thật sự vui không? Mẹ mong là mẹ không thấy em khóc như thế này. Thôi vậy thôi. Còn tương lai em chả có gì để coi hả? Bài hát hay hát nhất trong nhà tập. Mình rất gần đến cái thời điểm từ bỏ chương trình này. Xin một cân khăn giấy vào đây. Khăn giấy. Bài hát hả? Tất cả tại anh. Hả? Tất cả tại anh. Là đến như nào hả chị nghe vậy? Chị cho em mình đến một phút. Cô đơn, ngày đêm bên anh như bài thơ. Đau, thương, xin không có tim cho bàn cơn nước mắt rơi. Ước, vui chôn có tim anh từ đây nước mắt rơi. Ước, vui chôn có tim anh từ đây. Hay quá. Đó là cái đoạn em hay hát nhất trong phòng tắm. Cái này hợp để kỳ đúng không? Nước mắt rơi. Ước, vui chôn có tim anh từ đây. Hay trách mình lắm à? Dạ, em hay tự trách bản thân mình. Nhất là mỗi khi em diễn xong một cái show nào đó, em không thực sự thành công và không thực sự hài lòng. Chẳng hạn em có một cái điểm dấp thôi rồi, hoặc là em quên lời một khúc thôi. Em về nhà em buồn 3-4 ngày luôn. Bao lâu khi em ra em khóc với fan em luôn. Trời ơi, em cứ bụng em cảm thấy nóng. Em hay nhắc đến mẹ nhỉ? Có nhắc đến bố bao giờ? Ít nhắc đến bố em. Mà dù bố em cũng là người rất là lo cho em. Tại vì em sống bên mẹ nhiều. Nhưng nếu mà trong một cuộc rap battle ấy, thì mẹ em hay bố em thắng? Em nghĩ là mẹ em thắng. Chị cũng nghĩ thế. Mẹ em luôn nhìn bố em. Nhưng mà một khi mà mẹ em đã mở miệng một cái thì đừng hòng ngưng cái cuộc battle đó lại. Em ở trong một cái cuộc rap battle và phải diss về em á, thì em sẽ nói về cái gì? Em nghĩ cũng chỉ là chuyện tình cảm thôi.
em khổ vì tình cảm nhiều. Chị cũng thấy thế. Có ngày em viết là những bài hát, có ngày mình cảm thấy em viết là rất là héo, sao mình viết được như vậy ta. Coi mình nói ta, mình phân tích vấn đề rất là chính xác, mình có những từ sâu sắc mà không hiểu ai nhập mình viết mấy từ này, sao mình làm được á. Có khi em chỉ kể những cái trải nghiệm của em thôi, còn các bạn nhìn vô các bạn thấy đồng cảm thì ok, đó là điều tốt. Còn đôi khi cũng đừng nghe lời em quá. Tận tụy với nỗi cô đơn, trung thành với căn phòng tối, kết thân cùng màn đêm, nơi bình yên ngược lối. Bây giờ nếu em có một cái bút mà tẩy được, mà vẽ lại được, em tẩy cái gì, vẽ lại cái gì? Em tẩy cái miệng với lại con mắt của em. Đối với em cái miệng em không đẹp. Tẩy tẩy cái cằm, mặt em mặc olay. Khi mà mình ăn quá nhiều á, mình cười, mặt sang hai bên mở, không đẹp. Có đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Không. Đau lắm. Nói chung là cái gì mà đụng tới dao kéo nó sợ lắm. Trừ hoặc khi là thuốc tê hết, thuốc mê hết, đúng không? Trừ khi cái quả đứt cằm thôi. Em có sự lột xác kiểu như là từ lúc em hồi xưa đến bây giờ, đúng không? Mọi người không đồn là vừa lắm mắt, rồi vừa giảm cân, rồi tập lên 6 múi. Em đặt ra một hình mẫu luôn. Mỗi ngày Biren. Ok. Tại sao Biren đẹp nhỉ? Chị nghĩ là ba cái miếng cuối ấy là mình ăn một lúc, xong nó chỉ cay một lúc thôi. Anh nghĩ thế cách đấy được không? Không chưa. Ăn từ từ. Chưa cay rồi. Chấm lại. Hơi công bằng. Nóng thật sự ấy. Nhiều chưa? Em nhiều lắm á. Nhiều. Và tất cả bài hát đều viết cho các tình yêu à? Một số bài á. Không phải ai cũng đáng để em viết. Thằng nữa nha. Không. Không. Này, trò chuyện với nhau thân thiết cả buổi thế bây giờ mà không. Không, đâu. Ây da. Mong Lucy có phải người bạn thân nhất trong âm nhạc không? Có thể nói tại vì có cho Đăng Khoa nữa. Cái bài người là ơi, chị cũng thấy bọn em chia sẻ là không có tính là nó. Em có thể từ toilet chưa? Đi toilet đi. Ây da, chết rồi. Ói được là tốt em ạ. Chị ói hoài chứ gì. Thế chị có lỗi với mẹ em quá. Kinh dị quá. Ói à? Hơi sọt. Đầu tiên trong đời cũng là trải nghiệm. Em biết ăn cay đến mức cay nhất nó như thế nào. Ok. Tưởng mình ngồi vào lên trời mà nói không senior gì. Cái này là senior. Có như thế này. Thôi không phải ăn nữa, khổ quá. Giờ em đã biết được cái cảm giác tột cùng của cay. Em phải ói đầy xô này nếu em ói ở đây. May quá giữ hình tượng. Có một cái điều gì đấy em ước là em được xóa khỏi trí nhớ của mình để làm lại một cách kiểu tươi mới, hay là được thưởng thức nó lại một cách tươi mới nhất không? Sao thì mình cứ ưu tiên chuyện tình cảm nhỉ? Cắt nhỉ? Mà thôi đó không phải là điều mong muốn nhất. Em mới làm cái tay gì thế nhỉ? Em nghĩ đó là về cái người quản lý đã từng lừa tiền em. Tại vì đây là một cái khoảnh khắc nha, mà em không bao giờ em quên được cuộc đời em. Đó là em đã làm mẹ em khóc một cách gián tiếp. Cái bạn đó lừa tiền của em, cái tiền mà show MTV giải thưởng của em á. Có nhiều mình mới vô nghề, mình đâu biết ai đáng tin ai không đáng tin. Nói qua tới mẹ em luôn. Mẹ em bấm bụng đưa luôn chị. Hôm qua em nhìn mẹ em mà mẹ em không nói tiếng nào. Mẹ em cũng lụi khóc. Có nghĩa là mẹ em làm ăn khó khăn, mẹ thương con mà bấm bụng có nhiều đưa cho con để con mình nó ổn định nghề nghiệp hết. Xong rồi thấy khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn, em ôm mẹ em nói vì con mẹ khổ quá. Hai mẹ con khóc nhau, khóc trời, cái khoảnh khắc đó em không bao giờ em tìm được luôn. Ý của em là bây giờ như nào? Em muốn bị lừa nữa để không, em quay lại khoảnh khắc đó và em biết được cái điều đó và em tránh. Em không có muốn mẹ em khóc nghe khoảnh khắc đó. Mặc dù khoảnh khắc đúng là thiêng liêng thiệt á. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Cuộc đời có hài kịch, có bi kịch, có nước mắt, có nụ cười, có cả những... Không, em thấy là nó đầy đủ trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Chưa bao giờ mỗi nó một cái talk show mà em chảy nước mắt hai dòng bè. Cảm ơn hôm nay cô Tiền đã đến với Không Cay Không Về. Thôi chúc cho những cái sản phẩm mới nhất của em sẽ okay, luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Okay. Chào nhé.
không biết kia chờ bị trời nó quả báo gì đó. Con đã bao giờ gặp lại chưa? Có chị, em đang đi trên Bitexco. Em đi thang máy lên, tôi đi thang máy xuống, kêu what the Cái mình nghĩ bây giờ mình qua mình giữ nó lại thì cũng không biết nói gì, giấy tờ cũng không có cái gì nói. Cái em ngồi, tao cho mày một phút để biến khỏi mắt tao. Nó chào, ê hello khỏe không? Không nói câu nào. Hay. Hồi đó em còn có ý định trả thù á chị. Mẹ em nói là bây giờ cái trả thù thành công nha. Sự nghiệp của nàng vậy, vô tù. Bây giờ con lấy thì trời sẽ lấy của nó thôi. Vấn đề bây giờ con kiếm sao hôm nay hai mẹ con mình ăn sáng đi nè.